Ủy ban Nhân dân huyện EK, tỉnh Đắk Lắk vừa sơ kết một năm thực hiện đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Với vai trò là cơ quan thường trực của Tổ công tác đề án 06 của huyện, một năm qua, lực lượng công an ở huyện EK đã tích cực thực hiện việc bổ sung phát triển cơ sở dữ liệu dân cư, làm cấp thẻ căn cước công dân gắn chip và cấp mã định danh điện tử cho công dân trên địa bàn huyện. Đã rà soát xác minh tổng số 1.269 trẻ em đăng ký khai sinh. Tính đến nay, đã thu nhận 128.210 hồ sơ làm căn cước công dân và cấp 21.464 tài khoản định danh điện tử mức 2. Tiếp nhận thủ tục hành chính về cư trú 32.622 hồ sơ. Trong đó có 8.141 trường hợp tiếp nhận trực tuyến qua cổng dịch vụ công. Bên cạnh những kết quả đạt được ban đầu, thời gian qua, việc thực hiện đề án 06 ở một số thôn buôn, xã ở huyện EK còn khó khăn và hạn chế. Để nâng cao hiệu quả thực hiện đề án 06 trong thời gian tới, tại hội nghị này, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo lực lượng công an và các tổ công tác đề án 06 của các xã, thị trấn ở huyện EK nhiều nội dung quan trọng. Qua một năm thì thực hiện thì tôi thấy rằng cái nhận thức của cán bộ cũng như người dân của chúng ta đã có cái sự lan tỏa và đã có sự chuyển biến tích cực. Thứ hai nữa là về cái việc trang bị cái phương tiện thiết bị thì hiện nay tôi thấy là cũng đã có cái trang bị đồng bộ. Dịch vụ công trực tuyến được quan tâm triển khai ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Đặc biệt là đã triển khai đến 21 trên 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử. 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn đã sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip thay thế cho thẻ bảo hiểm trong y tế chữa bệnh, đã làm sạch dữ liệu về tiêm chủng, xác thực đồng bộ thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được gần 9.000 trường hợp, đã hoàn thành rà soát, cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội trên 1.000 đối tượng, đã cập nhật đồng bộ dữ liệu 78.000 trường hợp tham gia bảo hiểm y tế vào cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội tỉnh, phục vụ đồng bộ dữ liệu triển khai khám chữa bệnh bằng căn cước công dân, tạo nền móng cho việc phát triển khai thác tài nguyên dữ liệu dân cư được hiệu quả nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và kinh tế số cũng như là công dân số. Hiện nay đề án 06 đang bước vào cái giai đoạn then chốt. Đây là một cái đề án mà lớn mà lần đầu tiên chúng ta triển khai. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ chưa đạt và còn bộc lộ những tồn tại hạn chế. Cho nên là các đồng chí phải có giải pháp, nếu người dân người ta không có sử dụng cái điện thoại thông minh thì mình sử dụng iPad đến trực tiếp công an xã xuống trực tiếp người dân, phải hướng dẫn cho họ dùng một cái điện thoại thôi và mình đăng ký cho họ. Rồi hai nữa là chúng ta phải sát dân, bởi vì có những người dân người ta không hiểu gì và người ta cũng không làm được. Công an phải sâu sát, phải tuyên truyền cùng với các hệ thống chính trị vào. Năm 2023 cũng là năm tạo lập và khai thác cái dữ liệu để tạo ra cái giá trị mới, trọng tâm là số hóa, xây dựng và kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các bộ ngành địa phương cũng như giữa địa phương với trung ương, tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân, khai thác sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt cho người dân và doanh nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể, làm mục tiêu động lực, là nguồn lực cho chuyển đổi số nhằm cung cấp các dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, đảm bảo cho người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thực chất, hiệu quả và hướng tới hình thành một cái xã hội số, với công dân số. Tại hội nghị này, một số tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong một năm thực hiện đề án 06 của Chính phủ đã được lãnh đạo huyện EK biểu dương, ghi nhận và khen thưởng.